Xin chào các bạn, người Việt Nam ơi. Ok, hôm nay mình về một đường Hồ Tì Kỳ. Quá nghe bên mạng là cái đường này là nổi tiếng nhất, là có nhiều đầy đủ món ta lấm ta lứa luôn ạ. Thiệt ra là ông muốn bỏng là về đây là có gì mà ngon đây. Bắt đầu review. Ok bà con ơi, chờ Hồ Tì Kỳ. Đây là lần đầu mình về một đường này. Mình đang ghé trà đào cherry. Thử một bữa, đây là lần đầu quán thử trà đào cherry. Ồ, trà đào. Trà đào cherry. Trà dâu. Trà dâu. Trà dâu cherry. Nhìn hơi cảm mà mệt mà đã. Mà chưa, bà thử nghe. Đây, quẩy lên xí. Nóng rồi. Hôm nay Sài Gòn quá nóng mà. Uống vô cho mát xí, ngon, nhớ rồi. Thèm chảnh nhưng mà, làm hơi sái xí được không sao, nhớ nghe. Quả ngon, quả thơm bao mùi cherry, không nói phải cherry, dâu. Quả mát, uống vô quả mát. Mát chưa đi nọc, uống vô pin là quả sữa. Vừa bên này là có một quả bên luôn á, là có nước mía, em có bò chắc cố. Chắc có xay bò chắc luôn. À. Đây. Một ly này là mấy? 15.000. 15.000 quá sướng luôn. To khổng lồ luôn. Đúng không ạ? Ngon giật nách luôn. Ok. Bắt đầu đi tiếp. Let's go bà con ơi. Bụng thải lần đầu quán đang thử. Đây. Quán muốn thấy là có gì ngon đây. Lần đầu nghe, thử nực leo nghe. Thèm chạy mình bạn. Thử miếng trước nè. Đó, dấu nghe, thèm chạy mình. Dùng canh chua. À, mau mua mê dùng canh chua và hơi ngọt xí. Bà vỡ là thử miếng. À, dùng lâu, không dùng lâu thái. Dùng lâu thái. À. Lâu thái để mình đi ăn lâu á. Dùng lâu á. Lâu thái ở trong mấy con nhau đó rồi ghét. Vừa nãy Vinh dùng lâu thái, ý chăng dùng lâu thái và dùng canh chua. Miền Quang ăn là dùng ý chăng dùng canh chua. Bằng ngọt hơn. Đây. Đây gì đây? Một cục chả. Đây. Tham chạy mà. Vô nghe. Chả cá. Xì bún. Bao mua mê thằng ngon. Ý chẳng dùng quán đang nói là tốn miền của quán là thử dùng canh chua. Canh chua bệnh ngọt luôn. Quán thử ra là dình ăn cũng được và miền của quán là không hợp được. Kiểu nữa bắt đầu quán khác. Ok, quán mới gà công chông Hàn Quốc. Đây bà con ơi, đây 1, 2, 3 bốn loại luôn, năm loại luôn rồi. Sốt cay, sốt ô cay à, sốt kem, sốt kim. Con kim. Vì sốt phô mai. Phô mai đây. Đây, bắt đầu. Anh ấy đây là sốt gì đấy? Sốt cay. Sốt cay. Sốt cay bài con ơi, mở miếng ra. Ngon, dấu nghe, thèm chảnh miếng mạng. Quả ngon. Cay rồi. Ăn vô là ngọt. Ngọt sắm là hàng cãi gì sơ bạn. Thứ hai, sốt kem. Mở miếng ra, ngon, giống nè, khen sẵn bạn. Béo. Quả béo. Cưng mi. Cưng mi là ăn hoàn hảo luôn. Miếng thứ ba, sốt không cay, ô cay. Khen sẵn bạn. Quả ngon luôn. Đây là sốt phô mai. Miếng này sốt phô mai. Nói nghe. Hàng đánh mà.
Rất may quá béo, toàn là vị ngọt, vị cheesy là gì đó. Quá béo. Cuối cùng, mù tạc mật ong or honey mustard. Yeah. Hiểu nghe. Ngon rồi. Favorite nào? Ngon nhất. Mù tạc honey mustard là ngon nhất. Mày là quán này nói sốt cay là mình ăn vô hàng ngọt, ngọt xăm á, là hàng cháy, không biết sao hàng cháy gì luôn. Và cái vỏ á, con gà này á, là hàng giòn, thịt nó là quả mềm, quả juicy, là theo hợp cái sốt thôi. Bình thường là ngon rồi, sau á là theo hợp cái sốt thôi. Quả đặc biệt. Bắt đầu quán khác. Món thứ 4, bánh flan. Cà phê cột dừa. Cột dừa luôn à? Ừ. Quả dinh hấp dẫn ngày xưa luôn. Quả bể không? Chứ bao giờ thấy một bánh flan dụng kiểu này. Từ là sẽ ăn có hộp, chắc móc ra phải không? Chứ là có thêm cà phê với cột dừa, bột dừa, sữa dừa. Thiệt ra luôn mà, bên Sài Gòn ngày nay là quả nóng ngày xưa luôn. Là khó chịu luôn mà. Mà chưa là thấy cái này là nhìn quả mát. Chưa bắt đầu review. Đây, miếng flan nè, mở miếng ra ăn vô cho mát, xem chẳng bạn. Wow, quá béo, ý chán dùng cà phê trứng, dùng dinh dùng cà phê trứng, quá mát luôn. Ok, cà phê Việt Nam là bình thường là ngon gì sợ rồi qua bỏ flan vô nữa là ý chán nhiều cà phê trứng luôn. Quan sợ nhất á là bánh flan á, ăn vô là có cái đường chảy nữa, là cái mùi nữa hơi khó ăn vô. Và cái này là không có. Bắt đầu món thứ 5. Ok bà con ơi, mình đang kể quán Bin Bin nè, chén 12.000 một chén. Đây, một chén đây là vịt. Đây là vịt hột gì đấy? Hột vịt lộn nướng mè. Đây. Không biết sao là con có cái kẹp đây, là cái kẹp này là cho kẹp à. Thôi. Đục với. Đây, đục vừa được nha. Nóng à? À nóng, học mỏng luôn. Thôi học thôi. Miệng học miệng luôn. Thôi. Uống một bạn ăn trước nha. Cho chắc chắn thôi. Thèm chảy không bạn, vô nha. Quá ngon. Màu mùi mè của nó là từ mè. Còn màu mùi mè là dễ ăn, không nặng như vậy. Còn cái tầng béo không? Tầng quá béo. Và chứ là quá mùi thì cái nên nên là ăn được không? Chắc không béo bằng cái miếng trắng này đâu. Ăn cái trắng này được không? Ăn cái trắng được, cái trắng sẽ cận hơn. Là anh thử cái này thơm lắm. Thơm. Đây. Vô ghê, theo dạng bạn. Miếng này quá béo. Sốt á là dè dàng mè. Còn nước mắm luôn, vào vô á là hàng ngọt. Chén hàu, đây là quả đặc biệt luôn. Từ á là hàu một chắc thế là có trứng ốp lan ngày sau luôn á. Mơ miếng ra, ngon, vô ghê, theo dạng bạn. Trời ra là có trứng vô á, là bỏ đi lên á là hàng béo lắm. Màu mùi mè của nó là hao á, nhìn tươi, đường lên á vì mờ hăng á, vì hành chiến á là quả hấp dẫn, quả ngon luôn bạn. Hiện vô nghe. Xúc xích vô nghe. Bắt đầu quán khác. Đây là hai món cuối cùng đấy mà. Chưa là ăn xuống đường này là ăn quả mệt. Không phải ăn mệt và ăn quả nó luôn mà. Vì nóng luôn là hơi mệt chí. Chưa là review này quán có thấy cuối mang là xiên que hamburger. Quán này xiên que hamburger cái dinh dụng miếng hamburger. Đây. Mơ miếng ra, ngon, vô nghe, theo chẳng các bạn. Cái
cái kém á. Ô cả hai loài nó. Loài dai, loài mập. Loài này là dinh dưỡng thịt. Loài này dinh dưỡng thịt băm á. Đây là thịt băm nè. Đây là thịt thịt lạc. Ý chẳng dùng ném nước. Dùng ném nước. Bởi có phim ăn không? Kiểu hầm thấy ngọt. Bởi có cái bơ đó hẳn làm béo. Ngon. Thịt mau mùi mê nó là thơm. Chú xì luôn. Phú máy á, ôi lợp đấy á, là dinh dưỡng 20 gương. Lạc miệt 20 gương. Ngon mà. Món cuối cùng, pha lau. Đây là lần đầu của ăn thử pha lau. Pha lau à, cái đêm pha lau. Pha lau. Và ăn kiểu sao đấy? Để bánh mì chấm. À, rồi có nước leo mình phải chấm. Đây, bánh mì Sài Gòn, bánh mì đặc ruột đây. Lần đầu thử pha lau. Được leo gì đấy? Không biết, không phải ăn bố mà biết. Chứ lần đầu tiên hai bên hai nhưng mà trong biết thì em thì em ăn chưa? À, đúng nghe, chào chào các bạn. Em nghĩ là mùi cột dừa. Cột dừa? Hả? Là ăn vô trước cái là gì? Ốc lên xào dừa. Rồi bữa. Thì được leo y chang dùng ốc lên xào dừa. Trong cái miệng của quán á. Đây, đây là cái miệng bông á. Lá lách. Lá lách của bò. Về. À, không còn nghe mùi khối gì cả. Dài dài. Màu mùi mè là theo theo này cái nước leo đấy. Ngon mà. Thế, ông mơ bọng ra nữa. Cái đường này nè. Đường gì? Cái đường Hồ Tì Kỳ á bà. Bà chưa bao giờ ghé là quán đang nói nè. Chưa bao giờ ghé là lưng đô ghé. Là đừng ăn gì cả nha. Đường này dài lắm. Là dài đồ đồ ăn. Đồ đặc biệt đi rồi cả bạn. Bạn thêm ý là có hết. Về kẻ một bữa nghe. Là mai mình gặp giáo lại.